Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Ở cuối tập 124, sau khi La Phong của mọi người trở về địa cầu, rất nhanh, tất cả đã nhận được tin tức hai tên cường giả cấp vũ trụ của Nặc Lam Sơn chuẩn bị tới. Biết được tin này, La Phong sắc mặt trở nên âm trầm. Theo lời anh ấy, người ngăn cản được hành động của hai tên kia lúc này chỉ có một người. Thế nhưng, người đó là ai? Chuyện này cũng vô cùng khó đoán. Chỉ biết rằng đó là một đại nhân vật của Hắc Long Sơn đế quốc mà thôi. Dường như trong cuộc điện thoại La Phong gọi đi, anh ấy đã kết nối với người buôn nô lệ và mua cho mình một nhân vật vũ trụ cấp 9. Làm xong, La Phong nhìn mọi người, thanh âm vang lên nói, ta đã nghĩ ra một chiến thuật, chỉ cần cho ta thêm một chút thời gian. Nghe vậy, mọi người gật đầu, tất cả cũng đồng tình với La Phong. Lúc này, ý chí mạnh mẽ đã tràn ngập trong mắt mọi người. Thời gian qua đi, giờ đến một khu vực không người, anh ấy cũng rất nhanh cùng ba tháp tiến hành đột phá. Nhất thời, bản thể kim giác cự thú cũng liền xuất hiện. Không bao lâu sau, nhờ sự trợ giúp của ba tháp, kim giác cự thú cũng liền tiến hành thôn phệ vô số đồ tốt để đột phá. Nhất thời, bên trong nội thể, từng tế bào cũng không ngừng sáng lên, mọi thứ dường như đang dần tiến hóa một cách rõ rệt. Và rốt cuộc, con quái thú khổng lồ kia sau thời gian mấy chục ngày cũng thành công đột phá. Lúc này, gầm lên một tiếng hét dài, thanh âm La Phong vang lên nói, đột phá rồi, tiếng hét vừa dứt, một luồng năng lượng kinh khủng cũng phóng ra. Chính thức, kim giác cự thú đã thành công đột phá cấp vũ trụ. Không những thế, nó còn có được lĩnh vực cho mình. Giờ đây, sức mạnh của kim giác cự thú đã nâng lên một tầng cao mới. Rất nhanh, khi La Phong tu luyện xong cũng là lúc khoảng cách của đám người Nặc Lam Sơn kia chuẩn bị tới địa cầu. Bởi vậy, rời khỏi khu vực tu luyện, La Phong rất nhanh đã trở về địa cầu. Cũng trong lúc đó, ở tại phi thuyền, rất nhanh, thân ảnh giả định của cái tên tộc tổ gia tộc Nặc Lam Sơn đã liền xuất hiện. Nhìn hai cận vệ của mình, hắn ta cũng nói cho họ biết kế hoạch lần này. Chỉ cần lấy mạng được La Phong, như vậy, nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Nghe thế, hai tên cận vệ kia cũng liền nghe theo mệnh lệnh, bọn chúng cũng chuẩn bị tư thế sẵn sàng để cùng La Phong chiến một trận. Thời gian qua đi, ở tại đấu trường cự phủ, rất nhanh, thân ảnh giả định của 5 người La Phong đã xuất hiện. Thế nhưng, có một điều bất ngờ, khi La Phong vừa tới thì hai tên Nặc Lam Sơn thân ảnh cũng xuất hiện. Lúc này, hai bên bước qua nhau mà trong mắt tràn đầy sát khí. Nhìn đám người phía trước, bọn họ lẩm bẩm nói, chỉ là mấy tên nhóc cấp hàng tinh, vậy mà không thèm để mặt cấp vũ trụ. Nghĩ đến đây, hai tên kia cười lạnh, lướt qua người La Phong, thanh âm bách tạp la vang lên nói, có lòng dũng cảm nhưng không có sức mạnh tương ứng, nó chỉ đẩy nhanh tốc độ bỏ mạng của ngươi mà thôi. Tiếp theo, ngươi và cư dân trên địa cầu sẽ phải trả giá cho lập trường của ngươi. Nói xong, hai bên đã liền gầm gừ nhau một chút. Thế nhưng, sau cuộc chiến ở bên trong đấu trường cự phủ, họ rất nhanh đã trở về. Trên phi thuyền lơ lửng ngoài vũ trụ, tụ hợp cùng mọi người, La Phong cùng họ cũng liền bàn bạc với nhau một chút. Lúc này, La Phong đã có thêm một nô lệ cấp vũ trụ, lực chiến của toàn đội lại gia tăng. Hơn nữa, theo như vị trí mà ba tháp báo về, dường như đám người Nặc Lam Sơn kia cũng đã chuẩn bị tới được địa cầu. Lần này có sự xuất hiện của cường giả cấp vũ trụ, cuộc chiến sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Theo lời La Phong, lần này anh ấy sẽ cho đám người kia một bất ngờ. Rất nhanh, mọi người liền tụ lại. Sau đó, La Phong cũng nói cho tất cả biết về kế hoạch tiếp theo của mình để chiến với đám người kia. Thời gian qua đi, không lâu sau, ở trên phi thuyền của hai tên Nặc Lam Sơn bất ngờ vang lên tín hiệu cấp báo nói. Báo động, hệ thống thăm dò phát hiện ra có một phi thuyền vũ trụ đang bay về phía chúng ta. Nghe vậy, Bách Tạp La và Đức Ôn giật mình. Còn La Phong, ở trên phi thuyền, anh ấy rất nhanh đã cho khởi động pháo laser nhắm thẳng về phía đám người Nặc Lam Sơn. Thế nhưng, đám người kia không tránh né, bọn họ vẫn tiếp tục khối thúc phi thuyền gia tăng tốc độ thẳng đến địa cầu. Trong khoảnh khắc pháo laser nhắm trúng phi thuyền, bất chợt, thân ảnh hai tên Nặc Lam Sơn bất chợt lao ra bên ngoài. Sau đó, bọn chúng tách ra lao thẳng về phía La Phong cùng đồng đội. Đúng như dự liệu, La Phong rất nhanh cùng mọi người cũng lao lên. Nhất thời, một cuộc chiến khốc liệt giữa hai bên rốt cuộc cũng bắt đầu. Rất nhanh, từng vụ nổ cũng dần bạo phát. Lấy tốc độ kinh khủng khiếp, hai bên lao vào nhau giao chiến mãnh liệt vô cùng. Lĩnh vực cũng không ngừng phóng ra mạnh mẽ, áp chế đối thủ. Đến đây thì hết tập 124 Thôn Vệ Tinh Không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.